Chào các bạn nha, thì hôm gài mình bận công chuyện nên mình không có ra video cho các bạn xem được. Thì hôm nay mình sẽ đi quay bắt cá chê trong hang. Thì bạn mình bây giờ nó đã xuống dưới kìa các bạn. Thì đây là cái hang cá nha các bạn. Vô lần nó trường vô nè. Nó có bóng láng luôn. Thì bạn mình thọt vô bắt nha các bạn. Có cá chê không? Đây là con cá chê các bạn. Cá cũng đu đó bự nữa các bạn. Giờ chắc còn một con nữa bạn mình đang thọt. Cá chê này thường là nó ở trong hang, là nó thường là ở trong hang là hai con nữa các bạn. Có khi là có mấy con nữa trong hang nữa. Các bạn ra ruộng mà các bạn thấy mấy rồi à, thì bạn mình đã bắt con của thứ hai luôn các bạn. Và bị một vớt bạn mình bị bị đâm trúng cái chân gốc đai giữa mà rất đau luôn. Thì hai đứa mình tìm thấy thêm được cái hang nữa các bạn. Đây cái hang này bạn mình đang thọt vô, đang đào luôn, thọt bắt con cá luôn. Không biết có cá không nữa. Hàng con đúng không? Đang ung luôn nè, từ kế bên đứt nó sẽ bắt con cá này. Cá chê này các bạn bắt, các bạn cẩn thận hay cái ngạnh nó hay bị đông đau lắm các bạn. Là nãy giờ mình đi có chút xíu rồi được 4 con cá chê các bạn. Rồi cái thùng mũng sen này nó nhỏ quá nên hồi mình sẽ đổi qua cái chô ăn chứa nó cho đừng nhảy ra, nãy giờ nhảy ra quá trời luôn các bạn. Thì mình đã kêu thằng em của mình đi về đặng lấy cái xô rồi. Bây giờ Đức nó cầm cái này đi theo nữa mà. Mấy cái hang này các bạn, hang mà nó ăn luôn ngay chân chỗ cái cây bình bát này nè. Mình phải tìm hang chỗ mọi á để mình đào qua, chứ cái cây bình bát này cũng bự, mình chặt mình đào hồi thì hơi lâu, mình tìm mọi cái chỗ lạ. Anh em đi chơi mà. Thì bây giờ mình tìm được cái mọi nè các bạn nè. Đây là mình đào được cái mọi rồi, mình thấy ột cục nè, thì mình nghi ngờ là có cá ở đây gì nè. Cái thanh niên này không mời mà tới các bạn. Thái nè, trong những clip trước của mình các bạn. Trời, không mời mà tới anh đi rồi, đi luôn mấy bạn ơi. Nói cái là nó đi luôn rồi. Bạn này là thanh niên Đức nè, cũng có xuất hiện trong clip của mình nè các bạn. Còn thằng này là thằng mới các bạn. Còn sao dính nữa. Này là thằng không. Và nó nói với mình là cái này là cái hang cá chê, mà bây giờ nó thọt ra con tết nữa các bạn. Cầm luôn đi. Chui vô hang, chui vô trong gốc cây luôn các bạn. Đúng gì không? Cá chê thôi. Mấy cá chê này làm hang độc quá các bạn ơi. Chút cổng luôn, vô gốc cây bây giờ. Bạn mình phải chui tới cổng luôn rồi. Nãy không lấy găng tay thì mất rồi, nó không bị dính. Chừng nha. Ở chẳng là bạn mình chơi đây chứ bị gốc cây nha các bạn. Ông mình chỗ người hết. Các bạn mới muốn các bạn nhớ mặc áo luôn nha.
lấy sâu lên chưa? Thành quả được như đây nha các bạn. Ôi, bay cao quá mà. Bỏ vô bay quá trời bay. Thằng bạn mình đang thọt con ngồi lại nữa nè. Rồi đủ mà. Bay ra hết con luôn các bạn. Bay ra từ hang ngồi hết con các bạn. Mà một hang mà bắt được hai con vậy là ngon rồi các bạn ơi. Thì đây là toàn cảnh nha các bạn. Thì đây là những thằng đi chung nữa các bạn. Nó xuất hiện trong những clip trước mà bây giờ nó lăng xăng quá trời các bạn. Hôm nay thì bạn mình là người bất chính nha các bạn. Còn mình lý do mà tay mình chứ lại bị ông quýnh nữa mấy bạn ơi. Chạy trước như vậy nè, mình thọt vô sợ bị nhiễm trùng tay lẹ. Cái đuôi. Đây thêm con nữa các bạn. Vậy là con cá nó có hàng sớm tốt rồi chết cũng chết chung. Có con chui vô mà bạn mình bắt ra được hai con rồi. Con bự con nhỏ. Cái đuôi đầu đuôi. Ở đây nè. Đâu. Con gì nữa. Cái hàng ở dưới nè. Dạ hắn coi xong. Đó, thấy chưa? Ta đụng được cái đuôi mà. Có là mất rồi. Nhảy qua anh ta. Nói gì không? Trời, con cá luôn. Để một con đó nha các bạn. Mày à. Thì bây giờ là bạn mình bắt được như đây cá nha các bạn. Thì bây giờ cũng là chiều rồi nên bây giờ bọn mình sẽ đi về nha. Với lại có mấy cái thanh niên này các bạn đi theo mà nó phá quá trời phá luôn. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Em mới gặp được nguyên cái